Hiện tại là một xe cỏ lá gừng Thái để giao đến tay quý anh chị đây. Đây. Một bao này mình trồng tầm 2 đến 3 mét nha. Đó. Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Hoa Kiểu Hùng Thi, tọa lạc tại số 36 đường DT848 khóm Tân Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Với số hotline 0918708965. Và kính thưa quý vị, thì hôm nay Hoa Kiểu Hùng Thi lại lên thêm một chuyến hàng cỏ lá gừng Thái để mà giao đến tay quý anh chị đây. Đây, và hiện tại những bao cỏ lá gừng Thái này chúng em cung cấp trồng được tầm khoảng 2 đến 3 mét nha quý anh chị. Đó. Thì anh chị có cần cỏ lá gừng Thái cứ liên hệ với Hoa Kiểu Hùng Thi 0918708965 để nhân viên Hoa Kiểu Hùng Thi tư vấn và báo giá cho mình ha. Đó. Thì shop Hoa Kiểu Hùng Thi chúng em còn cung cấp một số loại cỏ như là cỏ nhân nhật, cỏ lá gừng ta, cỏ lá gừng, cỏ xím chi, cỏ đậu phộng. Thì anh chị cần cứ liên hệ nha. Và các loại tro, trấu, phân rơm, sơ dừa ha. À, anh chị mình có muốn mua về chúng ta trồng cỏ thì hay trồng hoa kiển thì cứ liên hệ với Hoa Kiểu Hùng Thi luôn. Thì bên cạnh đó Hoa Kiểu Hùng Thi còn cung cấp một số loại cây công trình lớn như kèn hồng, Osaka vàng đỏ, Osaka đỏ, phượng vĩ, liêm sẹt, bằng đài loan, móng bò, chuông vàng, giáng hương, đường kính tầm 9 đến 12 cm hoặc tùy quý anh chị mình lựa chọn ha. Đó, để nhanh tay liên hệ vào số like 0918708965. Và một số mặt hàng cây phong thủy nội thất như là đô la, cây giữ tiền Thái, phú quý hồng, phú quý đỏ nha. Đó, chị cần thì cứ liên hệ với Hoa Kiểu Hùng Thi ngay đi. À, 0918708965. Và chúng em còn có kênh YouTube đó là Hoa Kiểu Hùng Thi Vlog. Quý anh chị vào đó chúng ta tham khảo các mặt hàng, các sản phẩm bên Hoa Kiểu Hùng Thi Vlog nha. Đó, và hãy nhớ like, nhớ đăng ký kênh để cho chúng em có thêm động lực tạo những cái clip hay hơn. Và quý anh chị nào mình lựa chọn được sản phẩm ưng ý thì hãy liên hệ vào số like của Hoa Kiểu Hùng Thi 0918708965 nha quý anh chị. Đó. Đó, với rất nhiều chủng loại hoa kiển luôn. Và hiện tại là một xe cỏ lá gừng Thái để giao đến tay quý anh chị đây. Đây. Một bao này mình trồng tầm 2 đến 3 mét nha. Đó, anh chị cũng cần có cần tro thì cứ liên hệ với Hoa Kiểu Hùng Thi luôn. Về chúng ta trồng cỏ lá gừng Thái, cỏ nhân nhật ha. Thì số Hoa Kiểu Hùng Thi chúng em tọa lạc tại số 36 đường DT848 khóm Tân Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Với số hotline 0918708965. Trực thuộc khu du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi, trực thuộc công ty Hoa Kiểu Ngân Cường, đã hoạt động hơn 15 năm thì quý anh chị cứ yên tâm mua hàng bên Hoa Kiểu Hùng Thi. Chúng em sẽ đảm bảo cái hàng chất lượng cho quý anh chị luôn. Đó, nhanh tay nha quý anh chị ơi. Đó. Hiện tại một xe tải rất là lớn để giao. Chúng em hôm nay giao hơn từ vài ngàn bao ha, vài trăm đến vài ngàn bao luôn. Thì chị cần cái liên hệ nha, 0918708965. Đó. Thì chúng em cũng nhận cung cấp các loại hàng lá, các mặt hàng cây công trình có hoa nha quý anh chị. Đó, liên hệ vào số like 0918708965, Hoa Kiểu Hùng Thi sẽ cung cấp và báo giá cho mình luôn. Đó. Rồi. Đây, shop Hoa Kiểu Hùng Thi giống em đây. À. Đây. Nhanh tay liên hệ vào số like 0918708965 để chúng ta mua về những cái mặt hàng cây kiểng, hoa lá, cỏ thảm các loại luôn nghe quý anh chị. Đó. À, thì hãy nhanh tay đi, chúng em sẽ cung cấp cho quý anh chị với cái giá thật là mềm luôn. Đó. Và anh chị gọi vào số hotline, nếu mà không có ai nhắc máy thì quý anh chị cứ yên tâm, thì số điện thoại của quý anh chị đã lưu vào hệ thống của chúng em. Chúng em sẽ tìm lại trên hệ thống và liên hệ ngay với quý anh chị nha. Đó. Rồi. Rất là nhiều chủng loại cây kiểng hoa lá luôn. Và bây giờ thì Hoa Kiểu Hùng Thi cũng xin tạm dừng cái clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những sản phẩm tiếp theo. Chúc quý anh chị một ngày thật là tốt lành, vui vẻ, mát mẻ, thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.